Trong tháng 5 vừa qua, miền Bắc đã có các đợt mưa lớn trên diện rộng gây ra nhiều thiệt hại. Và dù mới sang tháng 6, nhưng mà sau vài ngày nắng nóng, mưa lớn đã quay trở lại Bắc Bộ và dự kiến là mưa sẽ tiếp tục kéo dài cho đến hết tuần này. Như là tại Yên Bái, mưa lớn kéo dài đã khiến tuyến đường tỉnh 172 đoạn qua xã Diệt Hồng, huyện Trấn Yên bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Các đơn vị thi công đang nỗ lực khắc phục. Sau đây là ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đến khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 6, trên tuyến tỉnh lộ 172 của Yên Bái, đoạn qua bản Chao, xã Diệt Hồng, huyện Trấn Yên, đã xảy ra sạt lở ta luy dương. Đất đá sạt lở với khối lượng lớn đã chặn ngang tuyến đường, khiến người và phương tiện giao thông không thể qua lại. Mưa này thì bà con muốn đi qua nhưng mà đá ở trên bây giờ này nó đang dơ hết ra đấy rồi. Bây giờ đi qua thì sợ lăn vào người nhưng không dám cho quân được qua đây, giờ này phải đi vòng lên tận trên đồi cao lên cái xuống. Ngay sau vụ sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, gồm công an, quân đội với số lượng gần 20 người, trực 24/24 giờ, hướng dẫn người và phương tiện giao thông di chuyển theo hướng khác để đảm bảo an toàn. Phương tiện là không được đi thì nó rất nguy hiểm. Đấy, bây giờ là hai nay là mưa xuống như này là lấy thì là bố trí là cho bà con đi quanh trên đồi này. Đi quanh xa, hơi xa xa một tí. Mình mong muốn là làm nào mà để nó thuận lợi, để cho nó thời tiết tốt mà làm được khẩn trương nhanh được, nó thông được thì là tốt nhất, là hay, mà còn mọi người đều mong muốn như thế. Đến hôm qua, do lượng đất đá sạt lở lớn, chủ yếu là đá tảng và nguy cơ sạt lở vẫn tiếp tục nên công tác khắc phục chưa thể hoàn thành. Theo dự báo, những ngày tới, tại Yên Bái vẫn có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa đến trên 120mm, kéo dài đến ngày 12 tháng 6. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại các huyện vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, đô thị. Do đó, để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại tới mức thấp nhất do thiên tai gây ra, tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh.